Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết giấy ủy quyền cá nhân viết tay. Thì mẫu giấy này được mình soạn thảo trên khổ giấy A4 phông Times New Roman cỡ 13, giãn dòng 1.5. Các bạn có thể viết tay ra giấy A4. Nội dung thì sẽ bao gồm quốc hiệu và tiêu ngữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tiêu đề thì các bạn sẽ để là giấy ủy quyền dành cho cá nhân. Phần căn cứ thì căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành. Hôm nay ngày tháng 5 chúng tôi gồm có, các bạn điền ngày tháng 5 vào. Bên ủy quyền thì sẽ cung cấp thông tin họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân cấp ngày và nơi cấp, quốc tịch. Tương tự như vậy, chúng ta cung cấp thông tin của bên được ủy quyền, bao gồm họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân cấp ngày và nơi cấp, quốc tịch. Phần 3, nội dung ủy quyền thì các bạn ủy quyền nội dung gì thì các bạn sẽ ghi cụ thể chi tiết vào mục 3 này. Và tiếp theo là phần 4, phần cam kết. Thì hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết. Giấy ủy quyền trên thì được lập thành, ví dụ lập thành 3 bản, mỗi bên giữ một bản. Thì bên ủy quyền giữ một bản, bên được ủy quyền giữ một bản và xác nhận cơ quan nhà nước thì sẽ giữ một bản. Sau đó bên ủy quyền, bên được ủy quyền sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình và xin xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các bạn có thể xin xác nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Thì trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn cách viết giấy ủy quyền cá nhân. Các bạn có thể viết tay ra giấy. Để tải mẫu giấy này thì các bạn sẽ vào đường link mình đặt bên dưới phần mô tả. Chúc các bạn ủy quyền thành công. Xin cảm ơn các bạn.